bạn nào mà chưa đặt thử thì mấy bạn đặt, còn mấy bạn nào mà đặt ok, cô nói ok rồi thì không cần đặt đâu, mình làm bài nha. Hôm bữa Khánh Trinh đặt chưa, chưa phải không con? Dạ cô. Rồi bây giờ con đặt để cô xem nha. Cô Những ơi, bạn vậy khác tập là trung truy bài đó nữa, cô hỏi miệng nha. Sao con? cô ơi, vậy là những bạn mà được rồi thì không cần lấy thiết bị một nữa hả cô? Đúng rồi, để tới thi rồi lấy ra thôi, còn hôm bữa cô đã chỉnh rồi. Dạ. Ừ. Rồi mấy bạn qua súp làm bài truy bài nha. Gia Bảo đâu rồi? Gia Bảo, Cô ơi, vậy được Gia chưa Bảo cơ cô? sở 1, Gia Bảo cơ sở 1 ơi, cô chưa thấy cái bàn ở Khánh Trinh. Rồi rồi rồi, đúng rồi đó. Là được chưa cô? Rồi rồi. Mấy bạn qua súp làm bài truy bài cho cô nha. Mai Thảo ơi, con lấy cái thiết bị quay con đặt cho cô nhìn cái góc quay đi thôi Mai Thảo. Mai Thảo ơi, đâu rồi? Giờ con lấy cái con đang vào đó con để nghiêng qua một góc, cô nhìn cái góc quay Mai Thảo. Mai Thảo ơi, từ từ con làm bài truy bài. Đâu rồi Mai Thảo? Mai Thảo ơi, Cô với cô mình không còn ghi lại cái tựa đề lại là nguyên bài không cô? không Dạ. không con, Dạ, cô chẳng đánh.
Bộ Mỹ Du có làm bài đi bài không vậy con? Dạ có cô. Duy Hưng làm lại chia bài cho cô nè. Con làm như thế này hả Duy Hưng? Hoàn thành hơi sáng nay con đi trễ nha. Thì con hôm nay vào bằng sếp hay là vào bằng Zoom vậy? Dạ con vào bằng sức con. Con vào bằng sức con. Dạ thưa cô, con vào bằng sếp cô ạ. Rồi rồi rồi. Dạ thưa cô, con vào bằng sức ạ. Dạ thưa cô, con cũng vào bằng sức. À, cô ơi, cô tại sao thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật không có liền học tại sao cô? Thứ tư mình thi rồi con. Thế con thấy con thứ bảy không có liền học thứ bảy sao cô? Thứ bảy thì từ con thứ bảy rồi tới thứ bảy cô đặt lịch học nha. Dạ. Rồi Trí Dũng ơi, nhìn lên trên này Trí Dũng trả lời cho cô Trí Dũng. Dạ. Trả lời cô A. Cho biết bản chất trên văn bản nào và thuộc thể loại gì? Dạ, thánh giống và thuộc thể loại truyền thuyết. Câu B. Tản chính đã nhắc đến nhân vật nào? Chú bé. Chú bé. Câu C. Câu C con. Xác định hai từ nên và hai từ ghép được sử dụng trong đoạn trích. Thành ngữ được sử dụng trong câu văn là chăm như thổi. Từ ghép mà con. Ủa câu C là từ ghép từ đơn mà. Rồi câu B nãy con trả lời là gì vậy? Chú bé. Chú bé hả? Dạ. Có cái từ chú bé ở đâu? Chú bé là ai con? Đã hỏi tới nhắc tới đoạn trích đã nhắc đến nhân vật nào mà. Nhân vật chú bé, nhưng mà nhân vật chú bé ở đây là ai con biết không? Phải nói rõ nhân vật nào với chú bé không thì mình đâu biết rõ là chính xác là ai đâu. Vậy câu A con trả lời là gì? Đoạn trích trên, từ văn bản là của thánh giống đúng không? Thì đang chú bé ở đây đang nói về ai? Chán hả? Chiến sĩ. Chú bé đây là ai? Ai đã vùng dậy nè? Chú bé đây là ai?
trên trán sự. Không, cái này là thánh giống chứ con. Chú bé ở đây là thánh giống đúng không? Thánh giống vùng dậy đúng không? Ý là chú bé ở đây là thánh giống, mình đọc mình hiểu là thánh giống gì nữa. Thì câu B nhân vật nhắc đến đây là thánh giống nha. Con hiểu không? Đúng không? Rồi, cái câu C trả lời nè. Câu C trả lời lại coi. Câu C. Rồi câu D nè, con trả lời câu D con xem. Con chưa có học bài phải không Trí Dũng? Con biết sắp thi tới nơi rồi, bà. Thi thứ tư thi rồi đó. Bây giờ nhìn vào không có trả lời nhanh được nữa. Câu D trả lời nè. Câu D. Chị Dũng ơi, con ăn sáng chưa? Lát giờ đã chơi, con ở lại cho cô nha chưa? Con không được ra chơi nha. Con ở lại chép phạt cho cô cái bài này nha Chị Dũng. Rồi bạn khác. Gia Bảo cơ sở 1. Bạn Gia Bảo cơ sở 1 đó rồi, mở mic lên nè con. Dạ. Trả lời câu xe cho cô nè. Cô hai từ đơn là tráng sĩ và ngựa, hai từ ghép là oai phong và lẫm liệt. Rồi câu đe con. Câu đề con đang làm ạ. Con thử nói sơ sơ ý của con làm sao, con nói cho cô nghe nè. Thưa cô là con sẽ cố gắng học tập và sau đó thực hiện 5K để phòng tránh dịch COVID và... Vậy thôi hả? Nhưng mà để làm gì, mục đích để làm gì con? Mấy cái đó con làm để làm gì? Gia Bảo ơi, con trả lời là phải, con phải ghi đầu xong rồi con ghi đuôi, ý con làm như vậy để làm gì con? Hả? Nếu con làm con vậy là để thể hiện tinh thần yêu nước trong thời đại hiện nay ạ. Rồi ghi, trả lời là phải ghi đầu với đuôi vào nha con. Rồi, cảm ơn. Anh Quân cơ sở 2. Anh Quân cơ sở 2 ơi. Rồi con trả lời câu A con. Câu A là bạn trích trên, trích từ văn bản thánh giống và thuộc thể loại truyền thuyết. Câu B. Câu B là bạn trích đã nhắc đến nhân vật thanh giống. Câu C con không có trả lời giống bạn nha. Nãy bạn tìm hai từ rồi, bây giờ con tìm hai từ khác. Dạ. Hai từ đơn là vỗ và roi, hai từ ghép là áo giáp và quân vai. Rồi con trả lời câu D luôn đi. Câu D là từ hình tượng nhân vật thánh giống, em sẽ góp gạo cho đồng bào miền Trung đang gặp lũ lụt. Hiện nay dịch bệnh đang hoành hành trên thế giới nên em sẽ thực hiện 5K để chống dịch bệnh. Rồi, cô cảm ơn. Rồi bạn làm hết truy bài chưa? Hôm nay truy bài cô làm ngắn lắm nha. Đã hết chưa nộp bài cho cô?
có nhiều bạn là sắp thi thứ tư là thi rồi đó nha, mà bây giờ mà nhìn vào cái đề mà không biết làm bài là rồi bây giờ nhìn cô hướng dẫn cái này, cái tin nhắn cô gửi mấy bạn đó, mấy bạn thấy không? Bây giờ cô hướng dẫn mấy bạn làm cái này cho cô nha. Cô ơi, cô có điện con cho con tin nhắn bọn mẹ con đi. Mẹ con đi rồi hả? Cô hôm qua chưa về luôn. Vậy chú Minh ở đang học cái chỗ đó, con có Zalo của con không? Không, con có Zalo, con Zalo không? Con nhìn chung em mà em con gặp điện thoại đi mất tiêu rồi. Rồi con để sau đi, lát nữa cô gửi cho con. Rồi. Cái tin nhắn cô gửi đó, cô gửi cho mấy bạn á, là cái cột đầu tiên là cái ID ha. Mình vào chỗ này nha. Ủa cô ơi, cô có phải nhập vô cái mà sở không vậy cô? Đúng rồi. Mấy bạn cơ sở 2 cô Lý hướng dẫn làm rồi đúng không? Ừ, dạ rồi cô, tại con mẹ con làm giùm con rồi. Rồi bây giờ mấy bạn cơ sở 1 với cơ sở 4 lát nữa cô gửi nha. Mấy bạn nhìn quan sát đây rồi cô chỉ rồi, lát nữa cô gửi cho mình làm luôn nha. Giờ ra chơi mình làm nha. Giờ ra chơi phải làm cho xong, bạn nào không được là phải báo cô để cô sửa liền nha mấy bạn. Cô giờ mình làm liền hay là mà đợi ra chơi cô? Giờ làm liền, giờ cô hướng dẫn làm liền nè. Nộp bài truy bài chưa? Bài truy bài hôm nay ngắn mà làm nhanh mà. Rồi mấy bạn nhìn lên màn hình nè, cô hướng dẫn nè, mình vào vào chỗ này nha, cái chỗ nè. Có ghi là tạo liên kết tài khoản nè. Tạo liên kết tài khoản sở giáo dục nè, mấy bạn thấy không? Bấm vào đây. À, khoan đã cô Hồng, là tất cả các em đều vào bằng Google nha. Vào app, vào bằng Google nó mới ra cô Hiền. Đâu, vào đây được mà cô? Không, nói là cái app á, những bạn xài app á nó không có ra. Cho nên mình vào bằng Google nha. Rồi tụi con bật thoát ra bên sub tụi con vào bằng Google. Rồi mấy bạn thoát ra, mấy bạn vào Google mới mở, mấy bạn đăng cái trang web đó ra ha. Cô có phải là không có cái đó là mình thoát ra đúng không cô? Bây giờ nộp bài truy bài chưa? Nhưng em chưa nộp nhưng... Rồi bây giờ thoát ra vào trang web nha. Đúng rồi. Đúng rồi, bà bấm vào đây nha, bấm chỗ cái dòng thứ hai đây nè, tạo liên kết tài khoản sở này thấy không? Bấm xác nhận ha. Cái gì vậy? Tài của mình liên kết rồi á cô. Không, cái này em vào ấy mà, em vào học sinh mà hồi sáng này em mở còn được đây nè, đúng rồi. Rồi nó hiện lên như vậy nha. Mấy bạn bấm chỗ dòng liên kết nó hiện vậy nè, thấy không? Chỗ này là mã học sinh, là cái dòng đầu, cái cột đầu tiên mà cô gửi á. Mã học sinh là cái ID á tụi con. Cái ID dòng đầu tiên cô gửi á, thấy không? Cái cột đầu tiên đó mấy bạn đánh vào đây ha. Xong rồi cái cột thứ ba là cái bát ha, mình bấm vào đây nè. Xong rồi mình bấm đăng nhập nha. Được không vậy các bạn? Các bạn có thấy tin nhắn của cô không? Ôi, cô hãy chỉ lại chi tiết hơn được không? Cô thì con không thấy. Rồi mình vào trang web của shop chưa? Rồi mình vào, mình đăng nhập cái tài khoản của mình vào. Mình đăng nhập tài khoản của mình vào nha. Vào.
mấy bạn bấm vào chỗ là tạo liên kết nè, tài khoản của Sở Giáo dục á, thấy không? Cái biểu tượng đỏ đỏ này thấy không? Bấm vào đây nha. Cô sao con? Trang này không hoạt động. Không, bấm vào chờ một chút xíu đi, nó đang cô cũng bị nhưng mà lát nữa nó được nè. Con quà bằng trang web hay là sao Khánh? Mình vào Google mình tìm cái trang. Mình vào Google mình tìm cái trang shop xong rồi mình mới mới làm nha. Chứ vào bằng cái app mình tải xuống là không có được. Cô không có được cô. Hôm nay cô cũng được mà sao giờ nó hiện cái này nè. Ôi cô, nhưng mà không hiểu luôn á, mà con cũng làm y chang như vậy luôn cô. Nhưng mà những cái mạng nó bị nghẽn cô. Nhưng mà nãy cô làm mấy bạn quan sát mấy bạn hiểu cái chỗ đó chưa? Sao lại không có được nữa nè? Mời cô. Nhập không hợp lệ đó cô. Cô ơi cô. Sao con? Là con kiếm, con kiếm ở trong shop đó cô, con bấm vô hay gì đó. Con quà bằng Google, con bấm cái trang shop đúng không? Xong bình thường mình chọn cái lớp, mình thấy cái lớp học mình chưa, thấy trên bảng của cô nè, thấy trang cái chiếu của cô nãy không? Rồi mình bấm cái góc bên này. Chỉnh đảm bảo là cho mình. Cái góc mà mình chỉnh thông tin cá nhân đó. Dạ. Rồi xong thấy cái biểu tượng màu đỏ đó không? Cái chỗ mà tạo liên kết tài khoản Sở Giáo dục nè, bấm vào đây. Bấm xác nhận nha. Chờ một xíu đi, bấm xác nhận đi, chờ một xíu rồi nó hiện lên nè. Ôi cô, cái lúc mà con đăng nhập đó cô thì tự nhiên nó ghi là số điện thoại đã tồn tại rồi. Cái này mình đâu có đăng nhập nữa đâu con. Con vào là con đăng nhập cái shop rồi, nhưng mà bây giờ mình chỉnh cái chỗ mà mình chỉnh thông tin á. Bấm vào cái chỗ mà mình chỉnh thông tin, mà bây giờ mình không có chỉnh thông tin nha, mình bấm vào cái chỗ mà tạo liên kết tài khoản Sở Giáo dục quá, thấy không? Cô ơi, con bấm mã học sinh với lại mật khẩu rồi mà bấm đăng nhập rồi nó ghi là cái mã không hợp lệ. Mã học sinh, nghe nè, mấy bạn cơ sở 4 chưa có mã học sinh đâu, mấy bạn lát nữa cô gửi liền. Cái mã học sinh là cái chỗ mà cô gửi hồi đêm hồi tối á. Dạ cô có thể làm cái thuốc mở Google quay không bị rối rồi cô. Không hiểu á. Không hiểu hả? Bé vô cái phần shop nhưng mà sao không thấy cái dấu của mình cô. Mình phải vào cái trang Google, nếu mà vào cái app shop là nó không có hiện cái đó lên đâu. Tiên Dũng ơi, con phải vào em cho bé vô cái em cho bé vô Google đó cô, vô cái shop.edu phải không cô? Dạ. Nhưng mà sao vô không thấy không được cô ơi. Chị ơi, cái chị vào bằng điện thoại hay là vào bằng máy tính vậy chị? À máy vô bằng à? Máy tính bảng, nhưng mà em vô bằng đường bằng Google á. Shop edu chứ mẹ nó cô. À dạ. Vô vào máy tính bảng nó cũng. Tại vì máy tính bảng thì nó không có cái nút đó cô Hồng, mà nó nằm ở dưới luôn á cô Hồng. Chỉ phụ huynh nó nằm ở dưới luôn à. Nó không có, nghĩa là cái trang của nó không có giống cái trang web ở máy tính, mà nó nằm ở dưới luôn á cô Hồng. À, chị ơi, chị chụp cái màn hình cho em nha chị, rồi em nhắn tin rồi em chụp qua gửi qua Zalo đi, để em xem em hướng dẫn chị ơi. Yeah. Rồi bây giờ mấy bạn bấm vô chỗ xác nhận nó hiện ra này không? Cái mã học sinh là cái cột đầu tiên mà cô gửi trong tin nhắn nha. Các bạn nào làm được chưa? Cô ơi, sao nó kêu là tên đăng nhập hoặc là mật khẩu không hợp lệ cho cô? Cái ID là cái cô gửi cho mấy bạn, cái mà cô gửi tin nhắn cho mấy bạn đó, bạn thấy không? Cái giờ cái cột đầu tiên là cái ID đó, là mã học sinh đó, mình bấm vào.
Coi cô. Sao con? Cho con hỏi cho con hỏi là lúc mà con bấm cái ID mã lớp học với lại cái mật khẩu rồi bấm vô mà nó ghi là trang nó không hoạt, cái trang nó không có hoạt động mình như thế nào cô? Bây giờ nè, con bấm đúng ID pass chưa? Cái cô gửi tin nhắn nha. Ôi, dạ, cho hỏi là cái mật khẩu của cô là cột thứ ba hả cô? Đúng rồi, mật khẩu là cột thứ ba. Cái ID là cột đầu tiên nha. Dạ. Rồi cô, vậy lạ đi cô, con không hiểu cô. Rồi mấy bạn cơ sở 4, mấy bạn chưa có cái tin nhắn đâu, là cô nhắn tin sao? Cái cô nói là vô cái trang web này để làm. Mà cái trang web này có số điện thoại sẵn rồi. Sao vậy Đạt, từ từ con. Bây giờ con bấm vào đây chưa? Bấm mã học sinh là cái tin nhắn cô gửi cho con đó, con thấy không? Cái cột đầu tiên. Dạ. Cô chưa cô. Cái số điện thoại á cô, tự nhiên nó không vô được đó cô. Con vào được cái trang shop chưa? Dạ nó, con vô trang shop rồi nhưng mà nó ghi là cái gì? Tài khoản của bạn chưa có tài khoản. Dạ. Cái trang web của con nó ghi là bạn chưa có tài khoản, nó kêu rồi, là rồi. Đăng ký hoặc đăng nhập rồi. Rồi được rồi, đang từ từ. Đăng nhập xong rồi nó không có hiện cái gì đó cô, nó nói là cái trang này nó không có hoạt động. Kỳ vậy. Cô còn cái máy của con nó vẫn ấn vào chiếc xác nhận xong rồi nó cứ như thế, nó không có, nó không chuyển đi đâu hết đâu cô. Vậy luôn rồi, hả? Con đăng nhập xong nó hiện ra về là được chưa cô? Và để cô kể xem nha. Rồi mấy bạn của Trường Khánh hôm qua chưa làm hả con? Rồi, con đăng nhập vô rồi cô. Nhưng mà nó hiện ra rồi, con đọc cô. Con đọc coi nó đã liên kết với ấy chưa? Nó ghi là đã liên kết chưa? Dạ chưa, nó ghi là đang xử lý dữ liệu từ Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, vui lòng đợi trong giây lát. Nếu có vấn đề trong quá trình đăng nhập. Vậy hả, con nhập có đúng pass và ID không á? Dạ đúng cô. Cái đó đúng. Con kiểm tra lại nha. Dạ. Kiểm tra lại, đợi chút xíu coi nó đã liên kết được. Đâu rồi? Cô, số cái của em cô nó đang là xử lý dữ liệu từ cơ sở giáo dục của cô, Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ này nhìn trên này nè, nó đã ra cái chỗ mã học sinh với mật khẩu để mình bấm vào chưa? Dạ con đóng đăng nhập luôn rồi cô. Nhưng mà mã học sinh nè, mã học sinh nghe dặn nè, mã học sinh là cái cột thứ nhất nha. Dạ. Cái ô đầu tiên. Cái mật khẩu là cái ô thứ ba đó. Mật khẩu là ô thứ ba nha. Rồi kiểm tra lại bấm. Cái đó là em xong hết rồi, em đăng nhập luôn rồi cô. Nhưng mà nó cần đang xử lý cô. Con bấm mã học sinh có chữ in hoa, phải bấm chữ in hoa nha con. Dạ có cô. Mấy cô? Mã học sinh là mấy cô? Trí Dũng ơi, cô gửi tin nhắn cho con đó, cái cột đầu tiên đó Trí Dũng. Tin nhắn Zalo nha. Rồi cô thu vào rồi nè. Rồi mấy bạn, bạn nào mà chưa làm được thì lát nữa ra chơi mình làm nha. Ra chờ lại, cô chỉ cho làm tiếp nha mấy bạn. Rồi bây giờ để mình học nè. Rồi bạn nào mà chưa có làm được lát ra chờ ở lại làm rồi hỏi cô nha. Rồi số điện thoại. Cô ơi, con lúc mà vô đăng nhập tự nhiên cái số điện thoại nó ghi là đã tồn tại rồi. Vậy con lấy số điện thoại được. Nào cô? Rồi từ từ đã Đạt ơi. Từ từ Đạt ơi, từ từ. Lát ra chơi đi con. Dạ. Rồi bạn mở cam lên nè. Rồi mở cam lên ổn định mình học cái đã nha, rồi lát ra chờ lại cô hướng dẫn nha. Bảo Anh, Gia Mỹ, Thanh Hải, Tấn Trọng, mở cam lên con. Rồi, các con xong chưa nè? Dạ rồi. Rồi, chuẩn bị học môn cô nha. Now, good morning, class.
Good morning, teacher. Good morning, teacher. Morning, teacher. Yes, how are you? I'm very good. I'm very good. To stay. I'm fine. Thank you. And rồi, tắt mic nha. Tắt mic bắt đầu học. Nghe câu hỏi. Đặng Tiến Dũng, hôm trước chúng ta ôm tới câu số mấy rồi?